Kính thưa cộng đoàn, để có được ngày hồng phúc hôm nay, tân linh mục Giuse đã đón nhận biết bao sự nâng đỡ của nhà dòng, quý cha, quý thân nhân, ân nhân và cộng đoàn. Giờ đây cha mới cũng muốn ngỏ lời cảm tạ tri ân. Xin kính mời cha. Kính thưa quý cha giáo, quý cha tịnh dòng Đa Minh Việt Nam, kính thưa cha chánh xứ, quý cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể dân Chúa, sau đây con có vài tâm tình cảm tạ và tri ân. Con xin dâng lời cảm tạ và ngợi khen Thiên Chúa, Đấng đã yêu thương mời gọi con và ban cho con hồng ân được tiếp nối sứ vụ của Đức Kitô trong chức linh mục. Đây là hồng ân cao cả mà Thiên Chúa đã ban cho con. Dù con hèn mọn và bất xứng, con xin dâng lời cảm tạ người. Em xin tri ân đến toàn thể anh em trong tỉnh dòng. Anh em đã đón nhận, đã nâng đỡ, huấn luyện và đồng hành với em trong hành trình làm người, làm con Chúa, và nhất là trên bước đường tận hiến. Con xin tỏ bày tấm lòng cảm mến và tri ân đến quý cha đồng tế, quý bề trên hội dòng, quý tu sĩ nam nữ. Sự hiện diện của quý vị hôm nay là dấu chứng của mối dây liên kết hiệp thông sâu xa trong đức ái, là vòng tay rộng mở đón nhận con như những người con, và là người em mà quý vị sẵn sàng dìu dắt hướng dẫn con trong sứ vụ mới, còn nhiều ngỡ ngàng và non trẻ về kinh nghiệm. Để nhờ đó con cảm thấy tự tin hơn khi được đồng hành tiếp nối bước chân của các bậc cha đi trước. Con xin bày tỏ tấm lòng tri ân đến nghĩa phụ. Cuộc đời tận hiến của con được dệt nên bằng nhiệt huyết và tận tình của cha. Cha giúp con cảm nghiệm thánh ý của Thiên Chúa, không ngừng biến đổi bản thân mình trong hành trình thiêng liêng, là được trở nên người môn đệ của Chúa. Cha chia sẻ, dạy dỗ con, nhất là trong bài chia sẻ tin mừng hôm nay. Con sẽ mãi khắc ghi trong tim mình về tất cả những nguồn công phúc lớn lao ấy trong cuộc đời, để luôn cố gắng chu toàn sứ vụ linh mục mà Thiên Chúa đã giao phó cho con hôm nay. Con xin chân thành cảm ơn đặc biệt cha chính xứ, quý hội đồng giáo xứ, ca đoàn, ban kèn, ban phục vụ, ban lễ sinh, ban âm thanh ánh sáng, ban trang trí, ban trật tự và cộng đoàn giáo xứ. Vì lòng yêu thương của người mục tử, cha luôn quan tâm, động viên, chia sẻ nguồn kinh nghiệm, khích lệ, khuyên nhủ và an ủi con rất đỗi chân thành. Đặc biệt, trong những ngày qua, cha và quý vị đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để con được dâng thánh lễ tạ ơn trong bầu khí linh thiêng và trang trọng. Đây là một hồng ân đặc biệt mà cha và quý vị đã dành cho gia đình con, cách riêng là cho chính bản thân con trong ngày hồng phúc hôm nay. Con xin tri ân ba vì công sinh dưỡng dục và những ngày đêm cầu nguyện cho con. Ba chẳng nói nhiều, nhưng việc ba làm cho con thì không sao đến hết được. Dù có nhiều lần khiến ba không vui, nhưng không bao giờ ba la mắng hay nói nặng nhẹ với con. Tất cả đều xuất phát từ tình thương quá lớn mà ba dành cho con. Con không biết đáp đền sao cho đủ, chỉ mong ba luôn được bình an và vững mạnh niềm tin vào Chúa. Hôm nay, dù là linh mục, nhưng con vẫn mãi là đứa con bé bỏng trong vòng tay yêu thương ngàn trùng biển khơi của ba. Niềm vui của ngày hôm nay, con xin dành trọn cho ba. Như một phần đền đáp công ơn, con xin gửi đến ba bó hoa thay cho lòng biết ơn của con. Con có lời tưởng nhớ và tri ân thân mẫu của con, mẹ yêu dấu,
mẹ vẫn tâm sự với con. Mẹ chỉ có một ước nguyện duy nhất là nhìn thấy con bước lên bàn thánh rồi mẹ mất cũng được. Nhưng ước nguyện của mẹ không được Thiên Chúa đáp lại. Tuy không hiện diện thể lý trong thánh lễ hôm nay, nhưng con tin chắc mẹ ở một nơi vô định nào đó, mẹ vẫn dõi bước và chuyển cầu cho con. Con tri ân mẹ đã nâng đỡ và hướng dẫn con rất nhiều trong bước đường ơn gọi. Công khó và sự hy sinh của mẹ nguyện sẽ mãi không bao giờ quên. Em không quên cảm ơn anh chị. Các anh chị đã động viên và nâng đỡ em trên con đường tu trì, thay em gánh vác tuổi già của ba, báo đáp hiếu tình để em được an tâm tu tập. Em nguyện sẽ mãi khắc ghi trong sâu thẳm của lòng mình về mối tình thương ái bao la này, như là bảo chứng vô giá về một tình yêu máu mủ khó phai. Điều nhỏ em muốn nhắn nhủ các anh chị là yêu ba nhiều hơn chữ nhiều, vì ba xứng đáng được như vậy. Con xin tri ân đến quý ân nhân, thân nhân cô, thầy cô và bằng hữu. Suốt dòng đời thánh hiến của con luôn được ấp ủ trong lời cầu nguyện âm thầm và sốt mến của quý vị. Thậm chí có những quý vị sống xa ngàn dặm và cho đến lúc này đây vẫn chưa một lần diễn kiến, nhưng quý vị đã dành trọn tất cả tấm lòng bao bọc cho con, từ tinh thần lẫn vật chất. Món nợ yêu thương này rất đỗi cao cả và vô cùng linh thiêng. Ân tình sâu đậm này đã không làm oằn vai của con, nhưng trái lại rất đỗi ngọt ngào, thấm đẫm, đã thổi bùng lên trong con ngọn lửa tình mến nồng nàn, thiêu đốt đi những hẹp hòi ích kỷ, mở tung cánh cửa lòng con hờ hững khép kín, để con thực hành cho đến cuối đời. Về bài học tri ân và tín nghĩa, hiến dâng cho Thiên Chúa đáp trả với tình người và chia sẻ thân phận với tất cả quý vị. Con cảm ơn đến quý vị cộng đoàn giáo xứ đã dành tình thương, bỏ thời gian đến hiệp thông trong thánh lễ, chung tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho con. Con không thể liệt kê đầy đủ và chi tiết tất cả tình thương và tấm lòng quý vị đã dành cho con, nhưng con muốn nói lên rằng con mang ơn tất cả mọi người. Lời cảm ơn của con giờ phút này không thể diễn tả hết tâm tình biết ơn của con đối với quý vị. Con chỉ biết nguyện xin Thiên Chúa đấng vô cùng quảng đại ban cho quý vị hồn an sắc mặn và tuôn đổ trên quý vị dư tràn ân sủng để quý vị luôn được an bình và hạnh phúc trong sự quan phòng của người. Ngàn lần xin cảm tạ và xin Chúa trả công bội hậu cho quý vị. Con xin được lượng thứ vì những thiếu sót trong thánh lễ hôm nay. Cuối cùng con xin cảm tạ và tri ân. Xin mời cộng đoàn đứng. Giáo hội luôn dành ưu ái cho các tân linh mục có thể ban phép lành tòa thánh và ơn toàn xá trong thánh lễ đầu tiên của đời linh mục. Chúng ta cùng lắng nghe và nhận lãnh phép lành toàn xá. Chúng con xin kính mời cha Giuse Bùi Văn Quyền, Thánh sứ Giáo sứ Nữ Vương Hòa Bình, công bố sắc lệnh của bộ xá giải dành cho các tân linh mục. Chúng con kính mời cha. Phép lành tòa thánh với ơn toàn xá dành cho tân linh mục, sắc lệnh của thánh bộ xá giải. Đức Phaolô VI do thánh ý Chúa quan phòng được đặt lên làm giáo hoàng, sẵn lòng chấp nhận những lời thỉnh cầu vì ngài tỏ lòng lưu tâm đặc biệt của bậc hiền phụ đối với các linh mục khi mới chịu chức, nên ngài ban cho mọi tân linh mục khi cử hành thánh lễ đầu tiên khá long trọng có thể ban phép lành tòa thánh cùng với ơn toàn xá đi kèm theo. Phép lành này chỉ được ban một lần mà thôi theo công thức trong sách nghi lễ Roma và chỉ được ban ở ngoài thành Roma. Ơn toàn xá này chỉ được ban cho các tín hữu đã xưng tội, rước lễ, đã hết lòng tham dự thánh lễ này, đã nhận phép lành tòa thánh nói trên và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng. Chúa cùng anh chị em.
hãy chung tụng danh Chúa. Ơn phù trợ chúng ta ở nơi danh Chúa. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em. Amen. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Sau bài hát kết lễ, chúng con xin quý cha đồng tế giữ nguyên lễ phục để chụp với Tân Linh Mục tấm hình lưu niệm.